80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, 7 khóa Ủy viên Trung ương Đảng, 6 khóa Ủy viên Bộ Chính trị, trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cương vị Tổng Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân, lãnh đạo cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị với tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất là hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật, làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao, càng bền vững. Thì tôi thấy ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là những cái đòi hỏi lịch sử đặt ra của thời kỳ đổi mới, mà nhất là của mười mấy năm trở lại đây, khi mà tình hình thế giới cực kỳ phức tạp, khó lường, khi mà những tranh chấp, những cạnh tranh quốc tế của các nước lớn rất lớn như thế, rồi khi hội nhập quốc tế phát triển như vậy, thế rồi khi mà thế giới đứng trước những cái cuộc khủng hoảng lớn về kinh tế như vậy, thế rồi đất nước mình cũng phải chịu những cái thách thức rất là lớn. Thế thì cái người chèo lái con đường cách mạng phải có bản lĩnh, phải có trí tuệ và phải có cái gương sáng về đạo đức. Là ngọn cờ lý luận của Đảng, Tổng Bí thư có cống hiến lớn về mặt lý luận với công trình dày công nghiên cứu và có phát hiện mới là tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây chính là sự tổng kết quá trình đổi mới gắn liền với con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã lựa chọn. Ngoài tác phẩm lý luận lớn này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã có nhiều cống hiến trên các lĩnh vực lý luận chuyên ngành. Đáng chú ý là những tác phẩm về phòng chống tham nhũng tiêu cực, về triết lý ngoại giao cây tre, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về an ninh, quốc phòng, văn hóa, xây dựng nhà nước, pháp quyền. Một hệ thống gần 40 cuốn sách của Tổng Bí thư cho phép ấn hành trong 40 năm qua, có thể nói đã hợp thành một hệ thống lý luận, một nhân tố kiến tạo làm nên lý luận đổi mới của chúng ta trong 40 năm qua. Kể từ Đại hội lần thứ 6, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cho đến hôm nay là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với vai trò là trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động trong phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng và chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn. Ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy rõ hiện thân của sự gương mẫu, nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động cụ thể trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực. Nhờ vậy, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta những năm qua đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Đồng chí vẫn thường nhắc nhở, thường căn dặn cán bộ đảng viên, nhất là căn dặn đối với những cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát và cán bộ làm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đồng chí thường xuyên nhắc nhở rằng muốn đi kiểm tra người ta thì trước hết mình phải trong sạch. Muốn đấu tranh phòng chống tham nhũng có kết quả thì bản thân mình phải không có tham nhũng thì mới làm được. Và có lẽ đồng chí là người đứng đầu đảng, là đồng chí trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng chí là một tấm gương sáng về vấn đề đó.
là người chiến sĩ cộng sản. Trong hành trình 57 năm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Tác phong sâu sát cơ sở, gần gũi với đồng bào, đồng chí, được cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, yêu quý, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao. Trong cuộc sống đời thường, Tổng Bí thư cũng là tấm gương mẫu mực của lối sống giản dị, khiêm tốn, chân thành, là tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập, noi theo.